Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn đến với tin tức thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Giá xăng giảm, giá dầu tăng vọt, điều chưa từng xảy ra. Theo đó, giá xăng E5 giảm 370 đồng trên lít, giá bán là 23.350 đồng trên lít. Giá xăng RON 953 giảm 430 đồng trên lít, giá bán là 24.230 đồng trên lít. Giá dầu diesel 0,05S tăng 1.430 đồng trên lít, giá bán là 25.180 đồng trên lít. Như vậy, giá dầu diesel đã tăng mạnh, vượt giá xăng. Đây là điều chưa từng có trên thị trường xăng dầu Việt Nam, bởi lẽ từ trước đến nay, giá dầu diesel thường thấp hơn giá xăng. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương Tài chính tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá với xăng E5 ở mức 451 đồng trên lít, xăng RON 95 là 493 đồng trên lít, dầu ma rút 641 đồng trên cân, không trích lập quỹ bình ổn giá với dầu diesel và dầu hỏa. Liên Bộ cũng không chi quỹ bình ổn giá với xăng, còn chi quỹ với dầu diesel là 300 đồng trên lít, dầu hỏa là 100 đồng trên lít. Thời gian qua, các đại lý xăng dầu phản ánh tình trạng không được đầu mối xăng dầu, thương nhân phân phối cung cấp đủ nguồn hàng. Đại lý phải nhập hàng với chiết khấu âm hoặc bằng không. Do đó, nhiều cây xăng, nhất là ở miền Tây, phải tạm đóng cửa, gián đoạn nguồn cung vì càng bán càng lỗ. Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường đã tổ chức nhiều đoàn công tác kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật kinh doanh xăng dầu của các cơ sở kinh doanh, bao gồm cả thương nhân kinh doanh xăng dầu, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, chú trọng kiểm tra giám sát những nơi thông báo hết hàng, có dấu hiệu găm hàng, không thực hiện đúng nghĩa vụ và các quy định tại Nghị định 95 và Nghị định 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu. Đoàn công tác của Công ty Quản lý thị trường ghi nhận, hầu hết các cửa hàng xăng dầu đều đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, cá biệt một số nơi hết hàng. Thế nhưng, đoàn công tác của Tổng cục đánh giá, đó chỉ là tình trạng cục bộ nhất thời.